Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cỗ máy thời gian mang tên Hublot Big Bang King Gold Diamonds 44mm để xem là nó có gì đặc biệt nhé. Là một nhà sản xuất đồng hồ non trẻ, thế nhưng Hublot vẫn thu về danh tiếng nổi trội trong ngành công nghiệp đồng hồ ở thời điểm hiện tại. Được thành lập vào năm 1980, những gì mà chúng ta nhìn thấy ở thương hiệu này chính là sự thành công về những mẫu đồng hồ đặc biệt thể thao, được thiết kế với những vật liệu sáng tạo, góp phần làm thổi một làn gió mới trong làng chế tác. Đặc biệt là khi thương hiệu đồng hồ Hublot được dẫn dắt bởi ông hoàng marketing Jean-Claude Biver, người đàn ông có công lao to lớn trong việc vực dậy ngành công nghiệp đồng hồ cơ trước bão táp đến từ đồng hồ Quartz. Sự tiếp quản của ông đã tạo ra sự khác biệt và thay đổi cực lớn cho cả thương hiệu Hublot. Ông đã tạo nên một làn sóng mới trong ngành công nghiệp đồng hồ khi giới thiệu tới giới mộ điệu bộ sưu tập Big Bang vào năm 2005. Big Bang giống như cú hích mang tính lịch sử trong cả quá trình phát triển của Hublot, đưa thương hiệu này tới gần hơn với công chúng. Để từ đó, trong những năm tháng về sau, thương hiệu đã liên tục giới thiệu tới nhiều bộ sưu tập tiếp theo mang trong mình dáng dấp từ bộ sưu tập Big Bang như là Classic Fusions hay là Spirit of Big Bang. Với triết lý sáng tạo Art of Fusion mà hãng theo đuổi trong nhiều năm, Hublot đã tung ra mẫu đồng hồ Big Bang King Gold Diamonds 44mm trộn lẫn giữa các yếu tố như là vật liệu sáng tạo, màu sắc ấn tượng đi kèm với thiết kế cổ điển đan xen hiện đại. Và mẫu đồng hồ này được nhắc đến sở hữu bộ vỏ bằng vàng hồng 18K và có kích thước đo được là 44mm x 14,4mm. Với kích thước và chất liệu tạo thành như vậy thì chiếc đồng hồ này được xem là khá lớn và khá nặng. Chắc chắn rồi, thiết kế này sẽ dành cho những bộ cánh mang tính thể thao nhiều hơn. Bộ vỏ đồng hồ Big Bang được xem là DNA, nhận diện bộ sưu tập nói riêng và cả đồng hồ Hublot nói chung. Với phần khung sườn bằng nhựa, tấm đệm bằng nhựa chính là đặc điểm nhận dạng của Big Bang. Hublot đã tạo ra bộ vỏ đồng hồ độc nhất vô nhị trong làng chế tác. Tưởng rằng sử dụng tới 5 tầng xếp với nhau sẽ làm giảm khả năng kháng nước của mẫu đồng hồ chronograph này. Thế nhưng không, Hublot Big Bang King Gold Diamonds 44mm có thể kháng nước ở mức 100m vô cùng ấn tượng. Những mẫu đồng hồ Hublot Big Bang truyền thống sẽ có vành bezel trơn và từ đó 6 đinh ngốc tròn cách điệu hình chữ H sẽ dễ nhìn hơn. Còn với thiết kế vàng hồng cùng với dây cao su màu đen này, nhà sản xuất đã bổ sung thêm vành bezel với 114 viên kim cương, xấp xỉ khoảng 1,78 carat. Bên dưới mặt kính sapphire trong suốt chống lóa là mặt số màu đen với 3 mặt số phụ của mẫu đồng hồ Hublot Big Bang King Gold Diamonds này. Các mặt số phụ đặt tại góc 3, 6 và 9 giờ trong đó. Hai mặt số phụ đầu tiên sẽ đảm nhiệm thể hiện tính năng chronograph cùng với kim dây thanh mảnh đặt tại trung tâm mặt số. Cứ hoàn thành một vòng thì kim dây nhỏ tại mặt số phụ góc 3 giờ sẽ nhích một vạch, báo hiệu 1 phút đã trôi qua. Và theo đó, sau 60 phút thì kim tại mặt số phụ tính giờ chronograph sẽ nhích một vạch. Hỗ trợ cho cỗ máy thời gian này có thể báo hiệu giờ không bị ngắt quãng ngay cả khi trời tối chính là việc nhà sản xuất đã phủ chất phát quang tại hệ thống cọc chỉ giờ xếp đều cùng với 5 bộ kim chính trên mặt số đồng hồ. Xen giữa hai cọc chỉ 4 và 5 giờ là ô cửa sổ báo ngày nhỏ và thực tế là khá chìm so với nền màu đen. Chính vì vậy mà mình cảm thấy là không thích thiết kế nền của ô cửa sổ báo ngày này lắm bởi vì nó không hề dễ nhìn chút nào. Cung cấp năng lượng để mẫu đồng hồ này hoạt động đó chính là bộ máy HUB4100 và chúng ta có thể quan sát được một phần bộ máy này nhờ phần nắp kính sapphire ở đằng sau mặt số. Bộ máy này gồm có 252 chi tiết và sở hữu roto từ Wolfram Carbon đã được phủ PVD với màu đen đem lại vẻ ngoài khỏe khoắn. Ẩn bên dưới roto là tấm khung chính mạ rhodium phủ cát, các phần cầu nối đều được vắt cạnh bóng. Đây vốn là bộ máy mà Hublot đã mua lại của một bên thứ ba và chỉnh lý cũng như biến tấu lại. Bộ máy nền được sử dụng là ETA7750. Bộ máy HUB4100 có thể dự trữ năng lượng trong vòng 42 giờ đồng hồ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng so sánh với chiếc Hublot Classic Fusion Chronograph Titanium Diamonds 42mm. Dựa trên nguyên tắc đồng hồ Big Bang thì thương hiệu Hublot đã tạo ra một mẫu đồng hồ thanh lịch hơn mang tên là Classic Fusion. Mẫu đồng hồ này đầu tiên được thương hiệu giới thiệu tại Bezel World 2010, chỉ có một mặt số với 3 kim đơn giản. Sau nhiều năm thì Hublot đã sử dụng thêm nhiều bộ máy phức tạp hơn trên bộ sưu tập Classic Fusion và biến bộ sưu tập này trở nên nổi tiếng hơn, được yêu thích nhiều hơn.
Và trong phần tiếp theo này thì hãy theo chân Gia Bảo Luxury để cùng tìm ra điểm khác biệt giữa thiết kế của hai bộ sưu tập anh em Big Bang và Classic Fusion thông qua hai mẫu đồng hồ, đó là Big Bang King Gold Diamonds 44mm và Classic Fusion Chronograph Titanium Diamonds 42mm. Nhìn thoáng qua hai mẫu đồng hồ quả thực có nhiều điểm tương đồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì Big Bang chính là nguồn cảm hứng để hãng tạo nên thiết kế của đồng hồ Classic Fusion. Nếu như những chiếc Big Bang có kích thước lớn với kiểu dáng mạnh mẽ, thể thao, thì Classic Fusion lại là một chiếc đồng hồ sport watch nhưng lại vô cùng thanh lịch và nhã nhặn. Sở dĩ có sự biến đổi như vậy là vì Hublot đã gia giảm tầng vỏ khung trên những mẫu đồng hồ Classic Fusion. Nếu như Big Bang có tới 5 tầng vỏ khung nhìn có vẻ đồ sộ, thì với Classic Fusion, con số này chỉ đứng ở số 3. Do đó có thể nhìn ra chiếc Classic Fusion Titanium hiện tại mỏng hơn chiếc Big Bang vàng hồng. Có lẽ cũng để tăng vẻ khỏe khoắn trên thiết kế của mẫu Big Bang King Gold Diamonds 44mm, những nút bấm chronograph và núm điều chỉnh đã được thêm một lớp đệm cao su với họa tiết, cũng có thêm tác dụng chống trơn trượt. Và mặc dù cả hai đều là những chiếc đồng hồ chronograph do Hublot sản xuất, nhưng vì khác kích thước và khác bộ sưu tập, thế nên là bộ máy bên trong của hai mẫu đồng hồ này cũng không hề tương đồng. Sự thay đổi về bộ máy đã dẫn tới sự thay đổi các chi tiết có trên mặt số của hai mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ Classic Fusion chỉ có hai mặt số phụ đặt ở hai bên 3 và 9 giờ, còn với cỗ máy Big Bang thì có tới 3 mặt số phụ. Có thể thấy là việc thêm vào một mặt số phụ đếm giây độc lập trên mẫu đồng hồ Big Bang đã gia tăng khả năng báo giờ chính xác hơn. Về điểm này thì Big Bang đã giành được lợi thế. Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng là trên cả hai mẫu đồng hồ này, ô cửa sổ báo ngày kích thước nhỏ với phần nền màu đen, mặc dù hữu ích thế nhưng mà nó không hề dễ nhìn lắm và đây có lẽ sẽ là một điểm trừ trong cả hai mẫu đồng hồ này. Phần so sánh và đánh giá cũng đã khép lại video ngày hôm nay rồi và nếu như mà bạn có bất cứ ý kiến nào thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với Gia Bảo Luxury. Đừng quên đón xem những video lần sau để cùng chúng tôi tìm hiểu và cập nhật những mẫu đồng hồ mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!